Dạ, Bảo Việt Nhân Thọ xin nghe. Tôi muốn xem thông tin về quyền lợi hợp đồng. Tôi muốn thay đổi số giấy tờ tùy thân trên hợp đồng bảo hiểm. Em đã ghi nhận thông tin của anh. Không biết anh đã sử dụng ứng dụng MyBVLine chưa ạ? MyBVLine? Dạ, MyBVLine là cổng thông tin khách hàng của Bảo Việt Nhân Thọ. Tất cả những gì khách hàng cần sẽ có trong ứng dụng này. MyBVLine giúp khách hàng tra cứu thông tin và quản lý hợp đồng bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, khách hàng có thể thực hiện giao dịch đóng phí bảo hiểm an toàn và thuận tiện trên ứng dụng. Không chỉ vậy, khách hàng cũng có thể dễ dàng tạo yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Khi muốn tạo yêu cầu thay đổi điều kiện đóng phí, thay đổi thông tin trên hợp đồng, thay vì phải làm giấy đề nghị như trước đây, khách hàng dễ dàng thực hiện các yêu cầu này nhanh chóng qua MyBVLine. Đặc biệt, khách hàng thân thiết có cơ hội tham gia chương trình tích điểm đổi quà Bảo Việt Loyalty với nhiều phần quà hấp dẫn. Chưa hết, khách hàng còn có thể chủ động mua bảo hiểm ung thư và đột quỵ Life Care trực tiếp trên ứng dụng. Mọi thông tin về sản phẩm, dịch vụ của Bảo Việt Nhân Thọ cũng được hiển thị đầy đủ trên MyBVLine. MyBVLine có hai phiên bản ứng dụng trên điện thoại di động hoặc website. Wow, một ứng dụng thật là hữu ích. Tôi phải tải ngay MyBVLine mới được. Xin mời quét mã QR trên màn hình để trải nghiệm MyBVLine ngay hôm nay. Yeah! Bảo Việt Nhân Thọ rất hân hạnh được phục vụ quý khách.